Khoảng 2 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2019, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai bất ngờ kiểm tra tại Homestay Sala, số 93 tại Quang Bửu, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku và phát hiện nhiều thanh niên nam nữ đang sử dụng ma túy. Tại lầu 1 của Homestay Sala, công an phát hiện Nguyễn Hải Hiền, 22 tuổi, mang theo 5 viên ma túy tổng hợp và 6 gói ma túy ketamin. Tại lầu 3, công an phát hiện thêm 19 thanh niên, trong đó có 13 nam, 6 nữ đang sử dụng ma túy. Khám xét trên người Nguyễn Thành Linh, 32 tuổi, công an thu giữ hai gói to, năm gói nhỏ ma túy dạng khay và 6 viên ma túy tổng hợp. Trên người Nguyễn Phạm Công Minh, 22 tuổi, cũng có 3 viên ma túy tổng hợp cùng một gói ma túy dạng khay. Qua khám xét nhà nghỉ, công an phát hiện một khẩu súng tự chế, 25 viên đạn cùng 16 viên ma túy tổng hợp, 4 gói ma túy dạng khay. Bước đầu, các đối tượng khai nhận thuê hai phòng ở đây từ khoảng 1 giờ cùng ngày để sử dụng ma túy vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ